Hello, xin chào toàn thể bà con, toàn thể quý anh chị em, cô bác. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ cho bà con và toàn thể quý vị, anh chị em, cô bác về lá bạch đàn. Thì lá bạch đàn có những cái công dụng gì và cách sử dụng như thế nào? Thì bây giờ tôi lại tiếp tục chia sẻ vì video trước tôi có thể chia sẻ nhưng mà vẫn chưa đầy đủ. Thì vì giới hạn là video ngắn nên có thể chia sẻ không đầy đủ. Thì mong bà con và quý vị tiếp tục xem tôi chia sẻ. Thì mời bà con. Thì đây là loại lá bạch đàn. Đây là một loại lá bạch đàn hay còn gọi là lá khuynh diệp. Thì loại lá này thì thường ở những cái vùng nông thôn, vùng đồng bằng, vùng trung du và cả những cái vùng cao nữa thì cũng người ta cũng có thể trồng rất là nhiều. Đặc biệt ở những cái vùng quê người ta trồng rất là nhiều. Đấy. Thì mục đích trồng là để lấy gỗ. Đấy. Thì lấy gỗ và là lấy củi làm gỗ giấy. Thì những cái lá này có thể là nhiều người không biết, tưởng chừng như là một loại lá bỏ đi, nhưng mà nó lại có là công dụng rất đặc biệt. Đấy, rất đặc biệt, chữa rất nhiều loại bệnh. Đấy, chữa rất nhiều loại bệnh. Thì cái lá bạch đàn này là có rất là nhiều loại lá, nhiều loại cây, nhiều loại giống. Ví dụ như đây là lá bạch đàn là lá tròn, tương đối tròn, có loại tròn hơn nữa, nhưng mà đây cũng là tương đối lá to, chưa được tròn lắm nhưng mà cũng là lá to, lá tán rồng. Đấy. Thì đây là một loại bạch đàn lá nhỏ, thuôn dài, thì cũng là một loại bạch đàn hay còn gọi là khuynh diệp. Đấy, cái này còn gọi là lá khuynh diệp, có nơi thì gọi là bạch đàn, có người thì gọi là lá khuynh diệp. Đấy. Và đây là một loại lá cũng là lá bạch đàn nhưng là bạch đàn đỏ. Đấy, bạch đàn đỏ. Thì tất cả các loại lá bạch đàn này thì đều có cái chất tinh dầu. Đấy. Cái tinh dầu thì tinh dầu của lá bạch đàn thì rất là có nhiều công dụng. Công dụng của nó là người ta có thể chiết xuất ra được tinh dầu gọi là tinh dầu khuynh diệp hay còn gọi là tinh dầu bạch đàn. Thì cái tinh dầu này là có công dụng chữa bệnh, nó là đặc biệt là chữa cái bệnh bệnh viêm xoang. Đấy, bệnh viêm xoang, vì cái tinh dầu này là có tính chất là kháng khuẩn và kháng virus. Đấy, kháng các loại virus. Đấy, và kháng khuẩn rất là cao. Đấy, cho nên là từ đời ông bà ta đã có cái kinh nghiệm sử dụng và làm được nấu nước lá này để làm được sống khi bị trái gió trở trời và cảm cúm. Đấy, vì nó có tính kháng khuẩn và chống virus rất là cao. Đấy, thì đặc biệt của cái lá này là như vậy. Đấy, rất là dễ kiếm, không phải mất tiền. Đấy, bà con cô bác chỉ cần lên núi hoặc là ra những cái nơi người ta trồng và hái về. Thì nếu mà sử dụng thì nên sử dụng lá già. Khi sử dụng nó thì nên sử dụng lá già, không nên sử dụng lá non. Vì trong lá già thì nó có cái hàm lượng tinh dầu cao hơn. Đấy. Cái hàm lượng tinh dầu. Thì ngoài nó chống chống cảm cúm ra thì nó còn dùng để nấu nước để tắm được khi cái bệnh ghè ghè ngứa. Đấy. Đấy, cái bệnh ngứa ngáy, ghè lở cũng có thể là nấu nước tắm. Đấy. Nấu nước tắm được thì đặc biệt của nó rất công dụng. Thì nó chữa bệnh viêm xoang rất là tốt. Đấy, viêm xoang rất là tốt. Nói về bệnh viêm xoang thì không có cái là lạ nào
mà tuyệt vời như cái lá bạch đàn này đâu. Thì nếu mà bà con cô bác mà muốn sử dụng để làm cái lá để sông thì nên kết hợp với các loại lá khác. Ví dụ như một nồi sông thì có thể là kết hợp với lá bạc hà, hoặc là lá tía tô, có thể kết hợp với lá sả, và có thể kết hợp với lá tỏi. Thì trong một nồi sông thì có thể kết hợp nhiều loại như vậy. Nhưng mà nếu mà không có thì cũng có thể là dùng một mình lá bạch đàn này cũng được, cũng rất là tốt. Đấy. Thì cái lá này còn người ta còn đem đi có thể làm trà uống được. Đấy. Làm trà. Ví dụ như là khi làm trà uống thì nó có tính là có lợi cho đường ruột. Đấy. Chống chữa được cả cái bệnh đầy hơi, bệnh dạ dày. Nhưng mà nhớ là sử dụng một cái lượng vừa phải thôi. Đấy, vừa phải. Và khi chế biến thì nên rửa sạch bụi bẩn và phơi khô. Thì nếu mà làm trà uống thì nên dùng loại lá là sấy khô, không nên dùng lá tươi vì dùng lá tươi sẽ bị hăng. Thì nên sử dụng một cái lượng vừa phải, vì tùy vào cơ địa của từng người. Có người thì thích hợp, có người thì không, nhưng mà hầu như là cũng đa số là thích hợp. Đấy. Thì đặc biệt của cái lá bạch đàn này thì rất là tốt. Đấy. Thì cái lá này ngoài những cái ngoài sử dụng cho con người khi chữa các loại bệnh về cảm cúm ra, thì cũng có thể là lá này cũng có thể là khi bà con cô bác mà nuôi các loại gia cầm, ví dụ như các loại động vật và gia cầm, thì lá này có thể là dùng để băm nhỏ và lót ở dưới đệm, làm cho gia cầm như gà vịt nằm ở trong chuồng, thì cũng có tính là chống bệnh tật cho gia cầm rất là tốt. Đấy, vì nó có tính sát khuẩn cao lắm. Đấy, và chống được cái bệnh hô hấp cho gà. Đấy, gà vịt và các loại gia cầm. Thì cũng có thể nấu nước loãng và cho gia cầm uống, cùng chống được nhiều loại bệnh và các loại động vật khác. Ví dụ như thi thoảng nấu nhẹ cho lợn uống cũng được. Thì con người sử dụng như thế nào thì động vật sử dụng như thế đó. Thì đây là loại lá tuyệt vời. Lá này thì vì vậy trong lá này có cái lượng tinh dầu rất là lớn, nó có tính kháng khuẩn cao. Cho nên là cái lá này mà khi rụng xuống đất thì thường không thể làm phân sánh được. Lá này làm phân sánh không có tốt, vì nó có cái lượng tinh dầu sát khuẩn. Mà trong đất thì cần một lượng vi khuẩn để tạo lên độ mùn cho đất. Mà cái lá bạch đàn này rụng ra thì lại làm đất thêm bạc màu. Đấy, đặc biệt của nó. Nhưng mà lại về người và động vật thì sử dụng rất là tuyệt vời. Đặc biệt lá này thì không thể làm phân sánh. Đấy, làm phân sánh không tốt. Đấy, vì nó có lượng tinh dầu rất là cao. Đấy, thì khi sử dụng cái lá này để cho con người, thì bà con nhớ là nấu nước có thể là tắm được, sống được. Đấy, nấu nước uống, làm chè uống cũng được, như tôi giới thiệu vừa qua. Thì làm chè uống cũng được, nhưng mà uống với tỷ lệ ít. Thì khi sống thì nhớ là bà con cứ nên sống thường xuyên. Đấy, ví dụ như là bà con có bệnh viêm xoang, bà con cô bác có bệnh viêm xoang á, viêm xoang rồi viêm mũi, rồi hay bệnh hay đau họng, thì có thể là sống cái lá này liên tục được. Một ngày có thể là khi thời tiết trở trời mà bệnh đến thì có thể sống
một ngày 2 lần cũng được cái lá này. Thì lá này không phải là loại chữa dứt điểm được cái bệnh viêm xoang đâu, nhưng mà nó là hỗ trợ cho những cái bệnh viêm xoang nặng rất tốt. Còn những cái bệnh viêm xoang nhẹ thì có thể là thôi dứt điểm được, nhưng mà bệnh viêm xoang mãn tính thì nó là khi sống lá này thì nó có thể giảm cơn đau nhức, chứ còn không phải là tuyệt đối 100% là chữa thôi dứt được, vì đây là thuộc về loài lá thảo dược, nó cũng xếp vào loài thảo dược. Thì trong đời ông bà ta đã sử dụng rất là quá nhiều năm, đã đúc kết kinh nghiệm. Đấy là cái lá này, vì lá này thì không hề mất tiền, sử dụng rất dễ kiếm, rất có sẵn trong trong đời sống hàng ngày, rất có sẵn. Cho nên là cho nên là rất là dễ kiếm, rất là cũng không phải tốn kém tiền bạc nhiều. Mong rằng là bà con cô bác thì qua cái video này thì hãy lưu ý và nhớ rằng lá này sử dụng được nhiều công dụng, rất là nhiều công dụng. Thì video cùng chia sẻ đến đây thì xin kết thúc. Thì cuối cùng chúc cho bà con luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và vượt qua những cái mùa đại dịch rồi thành công trong cuộc sống. Xin chào bà con cô bác.